Cô gái này đang trốn trong một căn phòng tối om, nguồn điện thì đã bị tên điên này cắt mất. Giờ đây cô chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối mà tìm lối thoát mà thôi. Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, chỉ trong thoáng chốc trực giác của một sát thủ chuyên nghiệp đã giúp hắn nhận ra cô. Nhưng lúc này cũng có một anh chàng da đen thui cầm súng chĩa vào người hắn. Không nhiều lời, anh cho một phát khiến tên này lăn ra đất như chó gặm bả. Kế đến, anh dẫn cô gái này đi chạy trốn khỏi tên đó. Tên sát thủ cũng sống dai vô cùng khi chỉ một vài phút sau hắn đã đứng dậy và tiếp tục truy đuổi. Khách hàng của hắn đã giao nhiệm vụ phải tiêu diệt hết những nhân chứng mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ chạy tới đâu hắn đuổi theo tới đó, nhưng cuối cùng hắn hết đạn nên cuối cùng tên này cũng chịu thua trước bọn họ. Vậy anh chàng cao to đen hôi này là ai và vì sao tên sát thủ này lại muốn truy lùng cô gái đến vậy? Hãy cùng chúng mình đón xem bộ phim Sát thủ giết thuê nha. Anh chàng cao to này là một người tài xế đã làm việc được hơn 10 năm, giờ anh ta đang sửa xe lau dọn các thứ để chuẩn bị một ngày làm việc mới, hy vọng hôm nay sẽ không có gì quá tồi tệ. Ngoài cửa sổ ồn ào quá nên anh đóng cửa lại, bật nhạc lên nghe cho nó chill rồi bắt đầu khởi động lên xe phóng đi. Đối tượng khách hàng của anh chàng này thường là những cặp vợ chồng lớn tuổi hoặc những chàng thanh niên trai trẻ. Hôm nay anh ta có chở hai vị khách là vợ chồng của nhau. Cô ta nói rằng hôm nay đã tận mắt nhìn chồng chơi trò xếp hình với một cô gái khác. Đợi anh tài xế này chờ tới thì anh tới số với tôi. Vậy nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, sẽ không có sự nhân nhượng ở đây đâu. Anh tài xế da đen gặp nhiều trường hợp như vậy rồi nên cũng cảm thấy rất bình thường. Vì xe sắp hết xăng nên anh ấy dừng lại và mua nó để dự trữ. Ông chủ cũng vô cùng thân thiện, do anh chàng đen thui này từng ghé đây nhiều lần và ông ta cũng quen mặt mà giảm giá cho cậu ta. Lấy được xăng xong, anh ta tiếp tục chuyến hành trình. Một người đàn ông lớn tuổi hỏi anh ta chỗ nào có thể đến sân bay thì anh ta chỉ ở chỗ phía cuối con đường. Hôm nay cũng có khá nhiều tiếp cận anh ấy nên có thể anh chàng đen thui này sẽ có được nhiều khách trong ngày hôm nay. Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh cuộc sống. Đang ngồi hưởng thụ khí trời thì đột nhiên có một cô nàng lên xe, thế là anh lại phải chở khách tiếp. Ngày nào của anh ấy cũng như thế này và chưa bao giờ anh hỏi đen thui này cảm thấy nhàm chán cả. Cô nàng này vừa gọi điện thoại vừa nói rằng anh hãy đi đến con đường gần chỗ trung tâm thành phố, nhưng anh ta nói là nếu đi như vậy khả năng cô ta sẽ bị kẹt xe. Đường đó hay kẹt xe vào giờ này lắm và nó cũng nhỏ nữa. Nếu cô cần tham gia cuộc họp vội thì con đường đó sẽ không phải là lựa chọn tốt, nhưng cô nàng vẫn khăng khăng theo ý mình và nhất quyết không chịu đổi ý. Thôi thì khách hàng là thượng đế, thả theo ý còn hơn là mất khách và bị cho một sao. Vậy nên anh đã quyết định đi theo con đường cô ấy chỉ. Lỡ mà có trễ giờ thì đừng có mà trách tôi đây nhé. Này là tôi chiều ý cô hết sức rồi. Màn đêm buông xuống giữa những ánh đèn mờ, cô ta dục anh chàng này đi nhanh hơn, kéo cô ấy muộn buổi hẹn. Hôm nay cô ta có cuộc họp cùng với công ty và nó rất quan trọng. Chính vì vậy không thể trễ giờ được. Anh mà trễ đoạn này là tôi cho anh khỏi ngóc đầu dậy lên được đấy. Nhưng lát sau cô ta đổi ý và kêu rằng hãy cứ đi theo ý anh đi. Dù sao thì anh cũng là một tài xế và có nhiều kinh nghiệm về chuyện này hơn tôi. Cô kêu anh bật nhạc to lên vì cô ấy thích nhạc cổ điển. Trên đường đi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhìn mái tóc mượt mà cộng với chiếc ví tiền hiệu Bugatti, thêm quả áo đen hào nhoáng nữa thì anh biết cô là một luật sư rồi. Bồ, anh giỏi trong việc nhìn người vậy luôn hả? Tôi trước đây cũng có nhiều khách hàng kiểu như vậy nên dần dần tích được kinh nghiệm thôi. Và lại công việc làm tài xế taxi này tôi chỉ làm trong thời gian rảnh. Chủ yếu số tiền từ công việc tôi được dùng cho việc chi trả những hóa đơn, nên nếu cô mà có bonus thêm cho tôi vài thứ thì tôi cũng biết ơn lắm. Cô ấy cũng lo sợ rằng mình sẽ bị trễ giờ bởi vì bây giờ đã là buổi tối rồi, nhưng với trình độ của anh tài xế thì cô không cần phải lo. Kinh nghiệm biết mọi ngóc ngách nẻo đường trong thành phố lâu năm đã cho anh biết được đây là tuyến đường phù hợp nhất với cô ấy. Hai người dừng lại trước một quán bar vì anh tài xế đang hơi mệt nên anh ấy cần được nghỉ ngơi một chút. Cô gái da như cục than này tâm sự rằng ngày xưa cô đã từng có một phiên bào chữa cho tên tội phạm giết ba mạng người, tên đó vô cùng hung hăng và bạo ngược, nhưng lúc đó cô đã lỡ nhận rồi nên đành phải làm tới nơi tới chốn, một phần cũng là để giữ danh dự cho mình nữa, chữ tín của một luật sư thì không thể nào xem nhẹ được. Tối hôm trước ngày xảy ra vụ án, cô ấy soạn chứng cứ và tập nói rất nhiều để mong rằng hôm sau mình có thể thuyết phục được quan tòa. Nhưng cuối cùng khi ngày hôm sau buổi phiên tòa diễn ra, cô ta nói ấp a ấp úng khiến thân chủ không được giảm nhẹ thêm bất cứ một bản án nào. Điều này khiến hắn ta khá cay cú nhưng cũng chả thể làm gì hơn. Cô cũng bất lực về sự yếu kém của bản thân. Lúc đó cô cũng muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại đây chỉ là giai đoạn đầu của sự nghiệp, sau này còn có thể thăng tiến dữ dội hơn nhiều, nên cô đã lựa chọn không từ bỏ và cố gắng trau dồi học hỏi mọi thứ mỗi ngày. Thấy cô gái trước mặt mình tội nghiệp như vậy nên anh chàng liền gợi ý một nơi là đảo Mai Vi gần thành phố này. Mỗi lần tôi căng thẳng là tôi lại đến đó, nên nếu cô cũng hay bị áp lực bởi công việc vậy thì nên đến nơi này. Chỗ đó vô cùng thoáng mát và cực kỳ thích hợp để đi nghỉ dưỡng. Lúc đầu cô ấy không có ý nhận, tôi cũng chưa có quen anh nhiều nên không dám nhận món quà này. Cô cần nó hơn tôi nhiều. Sau một hồi cô thấy tấm chân thành của anh chàng này nên cũng nhận cho anh ấy vui lòng. Vậy nên nếu cô mà áp lực hay khủng hoảng tinh thần, chỉ cần đến đó giải tỏa tinh thần là ổn ngay ấy mà. Trước khi đi cô ấy còn tặng cho anh một tấm thẻ và nói rằng trong này có thông tin của những công ty thuộc Fortune 500 nên nếu anh hứng thú với một trong lĩnh vực nào đó thì anh hoàn toàn có thể ứng tuyển. Nếu vậy thì tốt quá, cô là người khách hàng hào phóng nhất mà tôi từng gặp. Một anh chàng cao to mặc vest đi ra từ sân bay, nhìn mặt là thấy nguy hiểm rồi nhưng không hiểu sao nhân viên cảnh vệ vẫn cho hắn đi qua. Tên này đi ra khỏi tòa nhà và bắt taxi gần đó. Anh chàng da đen này đang ăn nên không chú ý tới tiếng gọi của hắn ta.
Thấy tên này háo ăn quá nên anh ta bỏ đi tìm xe taxi khác. Ấy, tôi chỉ hơi đói nên không nghe thấy tiếng gọi của anh thôi mà. Mau vào xe đi, kéo trễ giờ. Đấy, có phải là biết điều hơn không? Thấy anh chàng đen thui này cũng điển trai nên hắn ta gạ bắt chuyện. Tôi cần anh đến khu này trong vòng 10 phút. Với trình độ của tôi thì đến đoạn đường này chỉ mất khoảng 7 phút là cùng mà thôi. Thật sao? Trước giờ tôi chưa thấy anh tài xế nào hành xử như anh cả. Nếu vậy thì chúng ta hãy làm một giao kèo. Anh mà đến đúng tuyến đường đó trong 7 phút thì tôi sẽ cho anh thêm 200 đô. Còn không thì tôi sẽ nhận được một khoản bồi thường vì anh không giữ đúng lời hứa. Cuối cùng anh ta cũng hoàn thành lời hứa và hắn ta cũng giữ lời, nhưng đột nhiên tên này kêu anh chờ ở đây một lát rồi hắn ta sẽ ra ngay. Tôi không có kiểu dịch vụ như vậy, nếu vậy thì chắc 600 đô này sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh. Đang thiếu thốn thấy vậy nên anh da đen này đồng ý luôn. Lát sau đang ngồi nghe nhạc thì đâu ra cái xác chết từ trên trời rớt xuống. Đối với một người nhát gan như anh chàng này thì chuyện đó đúng là một chuyện kinh hoàng. Anh giết anh ta à? Tôi chỉ âu yếm nhẹ nhàng thôi mà nãy lỡ tay nên mới thành ra như này. Hắn ta giơ súng lên kêu anh chàng da đen không được chạy. Bây giờ mày có nhiệm vụ là giúp tao vứt cái xác cục nợ này xuống thùng xe. Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc này. Anh tài xế hiền lành sợ rằng nếu như làm cái việc bẩn thỉu này thì chẳng khác nào tiếp tay cho một kẻ giết người. Nhưng anh cũng lo rằng cho dù bây giờ mình có báo cảnh sát thành công đi chăng nữa thì không loại trừ khả năng hắn sẽ trả thù mình. Vậy nên anh cũng phải hợp tác với hắn và làm theo. Một anh chàng búi tóc điển trai này tới căn hộ ban nãy. Sau một hồi gọi cửa mãi không ra thì anh ta cuối cùng cũng tiến vào trong. TV thì đang được bật còn đồ ăn thì vương vãi khắp gia sàn khiến anh chàng này có linh cảm không lành. Trước giờ chỉ có án mạng thì nó mới như thế này thôi. Đoán chắc khả năng cao hung thủ vẫn còn trong nhà này nên anh ta rút cây lục ra phòng bị, nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng thì cũng không thấy ai. Ngó xuống bên dưới thì thấy một vũng máu bên dưới, còn cửa sổ thì bị phá tan tành. Âm dương cách biệt, anh ta cũng chẳng biết làm cách nào ngoài việc gọi cảnh sát đến. Anh ấy hy vọng rằng lũ cảnh sát và thám tử sẽ tìm ra hung thủ đứng sau chuyện này. Sau khi bọn họ lên xe thì tên sát thủ này yêu cầu anh lái xe chờ tới một địa điểm để hắn tiếp tục hành sự. Anh làm việc của anh, còn tôi làm việc của tôi. Còn anh mà can thiệp vào việc của tôi, coi chừng anh mất cái bộ nhái đó, nên liệu mà làm cho đúng. Anh chàng đen thui đeo kính này không ngờ rằng tối nay mình lại gặp một vị khách quỷ quái như thế này. Nhỡ đâu cảnh sát nghi ngờ mình mất thì sao? Khả năng cũng có thể xảy ra. Nhưng tên sát thủ chỉ nhẹ nhàng nói rằng chuyện này chỉ xảy ra tối nay thôi. Tôi sẽ không bao giờ tìm gặp anh nữa và cảnh sát cũng sẽ không bao giờ hỏi anh. Lời nói của mấy tên đồ tể khó mà tin được nên càng lúc anh da đen càng sợ hãi. Không ngờ cuối cùng mình cũng rơi vào trường hợp tệ hại như thế này. Bây giờ rút lui thì cũng đã muộn. Anh ta không còn cách nào khác ngoài việc chở tên điên này đi dạo phố cho hắn đắp mộ cuộc tình cho những người khác. Thế cái tên kia anh gặp hắn từ trước chưa mà thản nhiên giết hắn như không có chuyện gì xảy ra vậy? Không, tôi mới chỉ gặp hắn trong tối nay thôi. Chẳng qua tôi được thuê để đắp chiếu hắn nên mới làm. Tôi làm cái nghề đồ tể này lâu rồi nên đối với tôi ai cũng là muỗi. Nếu anh cũng trải qua cảm giác tương tự giống tôi thì anh sẽ còn thấy hơi kích thích nữa là. Hai quả bóng nước của anh chàng da đen này liên tục đánh cầm cập vào nhau mà hắn còn nói ổn nữa là sao? Bây giờ chạy ra đồn cảnh sát cũng không được mà đi theo ý hắn thì trái với lương tâm. Anh cũng không biết theo con đường nào mà lần nữa nên đành phải theo ý muốn của hắn ta. Đang chạy giữa chừng thì đột nhiên những tay cảnh sát này chặn lại và muốn kiểm tra chiếc xe. Do bọn họ thấy rằng mui xe bị vỡ nên hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh vui lòng đưa giấy tờ xe cho chúng tôi kiểm tra. Nếu anh mở mui xe cho lũ cấm này thì bọn họ cũng sẽ là những người vào trong đó, nên anh liệu mà học cách ứng xử sao cho đúng. Dường như anh đang có điều gì đó giấu chúng tôi, nên phiền anh có thể mở chiếc cốp xe ra được không? Nhớ đấy, mở ra là có án mạng tiếp đấy. Tốt nhất anh nên học cách ứng xử sao cho đúng cách. Thấy tên này đe dọa dữ quá nhưng theo yêu cầu của cảnh sát nên bọn họ cũng đành ra khỏi xe chứ chẳng còn cách nào khác. Đúng lúc này những anh cảnh sát tính kiểm tra thì đột nhiên lại nhận được một nhiệm vụ từ nơi khác. Có án mạng xảy ra ở tuyến đường gần đây, chính vì vậy cảnh sát chỉ kêu anh đến chỗ sửa xe rồi rời đi. Anh chàng lái xe tội nghiệp bị hắn bắt trở đến một con hẻm. Bây giờ anh cứ ngồi lại đây, tôi sẽ trói anh lại, còn bản thân tôi phải đi tiêu diệt mục tiêu trong tòa nhà kia. Nhớ ngồi đây ngoan ngoãn, đừng tìm cách bỏ trốn. Tôi sẽ cho anh ăn kẹo nếu anh thấy có biểu hiện chống đối. Nói xong, thằng này trói hai tay anh lại vào bánh lái xe. Vừa mới ra khỏi xe chưa được nóng đít thì đột nhiên có tiếng gọi trong bộ đàm. Ai đấy? Là anh trai Lazy, người lái xe chung với tôi. À thế à, vậy thì anh cũng không được nói chuyện cùng với tên đó. Nhưng nếu tôi làm vậy thì anh ấy sẽ tiếp tục gọi. Sau một hồi kỳ kèo thì tên sát thủ cũng để yên cho anh chàng lái xe nói chuyện. Anh chàng đó nói rằng cảnh sát đã nói chuyện với anh ta và kêu rằng xe anh bị một chấn động mạnh và giờ anh da đen sẽ phải bồi thường cho chuyện đó. Cũng khá căng đấy, và nếu anh không làm vậy thì cũng sẽ đoán được hậu quả như thế nào rồi. Tên sát thủ này thấy nóng mắt quá nên nói lại luôn, bố đang nhốt thằng này ở trong chuồng gà nè, giỏi thì xách mông tới đây mà bắt. Anh chàng da đen bất lực vì chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn hắn. Đêm nay có thể là đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời anh chàng này. Tên này không ngán một ai kể cả cảnh sát, nên nếu bọn chúng đến đây thật thì hắn ta chỉ cần cho vài phát đạn là giải quyết được mọi chuyện. Ngay khi tên này vừa rời đi thì anh chàng này đã nhờ sự trợ giúp từ người khác. Thằng đầu trâu mặt ngựa này nhét tôi vô trốn khỉ ho có gái nè, mọi người tới giúp tôi giải thoát khỏi cái cục nợ này với. Mấy tên đó cũng hiếu kỳ chạy tới, nhưng thay vì giúp, một tên trong số chúng lại giơ hàng nóng ra bắt phải đưa ví. Sau khi lấy mọi thứ có giá trị trong xe, hắn ta rời đi, nhưng đúng lúc này tên sát thủ quay
quay lại. Cho dù hắn kêu rằng đó là chiếc túi của mình nhưng hắn ta vẫn không chịu trả. Ngay lập tức hắn ta cướp cò rồi rút súng cho hai tên đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Một tên còn động đậy đôi chút nên anh cho thêm viên nữa khiến hắn đắp chiếu luôn. Cảnh ra tay tàn độc như thế này khiến anh trai da đen này sốc toàn tập vì cả đời anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy xảy ra. Đến tiệm xăng, tên sát thủ còn gợi ý cho anh ấy đi chơi một buổi hòa nhạc. Thưởng thức âm nhạc sau khi giết người mới là thú vui của tên sát thủ này. Anh da đen ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt. Mình đang ngồi cạnh một tên giết người không biết gấm tay, mặc dù hắn ta đã bao trầu này cho anh ta. Cảnh sát cũng đã đến hiện trường của vụ án đầu tiên. Họ cho rằng anh trai kia đã nhảy từ trên xuống là một vụ tự tử. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ hiện trường thì ngoài mảnh kính vỡ và máu, người ta còn tìm được thêm một vài mẩu đạn nữa. Có vẻ ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Thằng bạn tôi hiền lắm nên khả năng nó gây sự với ai cũng chẳng có đâu. Chỉ có khả năng có một tên nào đó đã tới tìm và giết hắn thì mới hợp lý thôi. Cảnh sát cũng đưa thông tin rằng có người dân xung quanh đây nhìn thấy có hai người đàn ông trong chiếc xe rời khỏi đây ngay khi vụ án xảy ra. Nhưng có tận 4.000 tên tài xế ở Los Angeles, số lượng cũng rất nhiều nên chúng ta không thể bắt hung thủ trong nay mai được. Anh chàng này nói rằng tối nay anh đến đây là để lấy lại thẻ kho mà thằng bạn anh đã mượn của mình thì tình cờ lại phát hiện ra cảnh tượng như này. Đặc điểm nhận dạng là một ông béo mặt râu ria. Nếu các ông tìm thấy xác anh ta thì nhớ được cái kho đó cho tôi. Ngay trong một buổi hòa nhạc, tên sát thủ kêu với cô nhân viên rằng hãy gọi cho anh chàng đang chơi nhạc trên kia lại đây. Tên béo chọc đầu làm tóc này ngồi xuống nói chuyện với bọn họ. Anh trai tóc bạc này như mấy ông lão U90 này, bàn về nhạc sát và những người nổi tiếng trong thời đại trước. Anh béo cũng kể lại câu chuyện về bản thân của anh ấy. Vốn dĩ mọi chuyện rất vui vẻ nhưng đột nhiên tay sát thủ này mặt nghiêm nghị lại rồi kêu rằng bây giờ tôi sẽ đưa cho anh một câu hỏi. Nếu anh trả lời thành công thì tôi sẽ để anh đi. Còn nếu anh trả lời sai thì sẽ được một vé về với âm phủ. Biết rằng tính mạng mình đang bị đe dọa nên anh béo cũng không đùa nữa. Đây, giờ tao sẵn sàng tâm lý cho câu hỏi của mày rồi. Mozart chơi nhạc ở đâu? Mày hỏi như vậy thì cụ tổ tao cũng không nhớ nổi. Sao mày không search Google để ra đáp án kia chứ? Điều sai lầm lớn nhất trong đời mày chính là không biết mình biết ta. Ngay lập tức tên này rút cây súng ra lắp ống giảm thanh cho vài phát khiến hắn ra đi tại chỗ. Anh trai da đen thấy vậy cũng không chịu nổi nữa mà ra ngoài. Ai cho anh chạy mà sao anh lại tự ý làm vậy kia chứ? Cái cảnh giết người như giết động vật của anh khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm. Tôi chỉ đang thực hiện công lý mà thôi. Đúng ra thì anh ấy đang trả lời đúng rồi nhưng anh vẫn giết anh ta. Rõ ràng là anh đang chơi ăn gian. Do cái mặt tên đó thấy ghét quá nên tôi đành phải làm vậy. Đột nhiên có một tiếng gọi từ bộ đàm vang lên, đó là anh chàng Larry lúc nãy. Lần này tên sát thủ không đưa máy cho anh da đen nữa mà chính anh ta trực tiếp luôn. Là tao đây, thằng khách đẹp trai lúc nãy vừa nói chuyện với mày nè. Làm ơn đưa máy cho tên đeo kính kia đi. Tôi phát điên với hắn vì những rắc rối mà hắn mang lại đó. Hôm nay mẹ hắn ta kêu rằng anh da đen này không đến thăm, vậy tối nào anh da đen này cũng đến thăm mẹ. Một đứa con hiếu thảo. Trước kia tôi cũng vậy nhưng mẹ tôi đã mất từ khi tôi ra trường. Kể từ đó tôi dấn thân vào con đường sát thủ. Nhưng tên sát thủ này cũng khá tốt khi mà cho anh chàng này đến thăm mẹ. Này là do trước kia tôi đã từng như vậy trong một khoảng thời gian nên mới đồng cảnh ngộ với cậu thôi. Chứ đúng ra thì tôi đã bắt cậu chờ tôi tới địa điểm kế tiếp để tôi thực thi công lý rồi. Vừa vào phòng bệnh, tên Vincent này vô cùng thân thiện, hắn ta còn lịch sự bắt tay và chào hỏi với bà. Thằng con quý tử cũng hỏi thăm bà nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Sao mày không đến đây sớm hơn hả? Chỉ ít thì mày cũng phải lo cho người mẹ già này kia chứ. Hồi xưa thằng con tôi nói chuyên đứng trước gương rồi làm nhà một mình đó. Dù vậy nhưng ý chí của nó vô cùng lớn. Từ khi mẹ con tôi chuyển đến thành phố này với bàn tay trắng, cậu ta đã một tay nên cơ nghiệp bây giờ. Tên sát thủ cũng giới thiệu rằng bản thân mình chính là một người khách hàng đặc biệt với anh chàng này. Nếu vậy thì tốt quá, tôi chỉ hy vọng rằng con trai tôi sẽ gặp được đúng người mà nó có thể nương tựa mà thôi. Hết chịu nổi nữa nên anh da đen thui này chơi liều luôn. Anh ta nhân cơ hội lúc tên sát thủ không để ý liền cầm túi sách chạy đi. Thì ra mày chán sống rồi hay sao mà lại hành xử như vậy kia chứ? Trong túi sách đó toàn là tài liệu quan trọng nên tên sát thủ này không thể cứ để anh ta chạy đi như thế được. Ngay lập tức hắn ta đuổi theo nhằm đòi lại chiếc cặp tài liệu đó. Đuổi một hơi thấy tên sát thủ này sắp bắt được mình mà anh chàng này cũng bắt đầu thấm mệt. Anh ta ném chiếc cặp lên không trung và rồi nó đã rơi vào nóc xe tải và cuối cùng vỡ tan tành. Tên khốn như mày xứng đáng được một suất đi chầu Diêm Vương, nhưng may cho anh da đen thui này là có hào quang của nhân vật chính nên anh ta không bị đắp chiếu như những nhân vật xấu số khác. Để xem tối nay anh còn có thể làm được gì nữa. Nếu anh chống đối tôi thì chắc chắn kết quả sẽ không thể nào tốt đẹp được đâu. Tại nhà xác, anh chàng tóc tai vuốt keo này được mấy người làm việc trong này cho kiểm tra thi thể. Tối nay đã có 4 người được đi du lịch cùng với tử thần. Anh xem trong này có ai là bạn của anh không thì nói với tôi. Sau khi kiểm tra 3 cái xác đầu tiên thì anh ta không thấy bạn mình nằm trong đám này. Nhưng sau khi kiểm tra tới cái cuối cùng, anh chàng xấu số này đã bị mấy phát giữa tim nên đã đi chầu ông bà. Thấy không ổn nên anh ta đã gọi điện cho người bạn của mình, kêu rằng mau kiểm tra danh sách nạn nhân và huy động đội điều tra vụ án này đi. Có vẻ như có một tên sát thủ nào đó đang mưu tính giết người hàng loạt trong tối nay. Điều đó không tốt một chút nào. Ngồi trong xe, anh ta nói rằng người bố của anh ấy là một tên nát rượu, một tên chỉ biết uống rượu suốt ngày rồi đánh đập vợ con. Vì thế tôi đã cho ông ta lên bàn thờ đắp xôi. Anh ra tay như vậy là quá tàn nhẫn rồi. Thực ra ông ấy chết vì bệnh hiểm nghèo. Anh da đen thương tiếc cho hoàn cảnh của tên sát thủ này.
Có thể là do bối cảnh của gia đình như vậy nên mới sinh ra là một tên sát thủ, bàn tay lúc nào cũng dính máu như thế này. Bây giờ anh ta có nhiệm vụ là cứ vô trong khu đó và nói rằng bản thân anh chính là Vincent. Đám cảnh vệ kiểm tra không thấy tay súng hay bất cứ vật kim loại nào thì cũng cho anh chàng da đen này vô. Những tên trong này chưa bao giờ gặp tên sát thủ Vincent nên để bảo toàn tính mạng của mình, anh ta cử anh chàng da đen này đi thay thế mình. Cũng có thể anh ta sẽ phải ra đi tối nay. Tên đầu tóc trái chuốt này ban nãy đã phát hiện thấy một điểm kỳ lạ trong đoạn băng nên kêu mấy anh bảo vệ tua lại. Thì ra anh ta thấy chỗ móp trên xe nên cảm thấy nghi ngờ. Anh ta đọc biển số xe để đồng đội ghi lại nhằm lấy manh mối. Phen này thằng sát thủ có mà chạy đằng trời mới thoát được. Chỗ này kiểm tra vô cùng gắt gao. Ngay khi anh ta vừa mới vượt qua được hai cuộc kiểm tra bên ngoài, rồi bên trong lại có hai anh chọc phụ trách kiểm tra thêm một lần nữa. Dường như chỗ này bọn họ rất quan tâm đến vấn đề an ninh. Nhỡ tên điên nào đó xả súng thì bọn họ còn biết đường để mà bắn hạ. Đối tượng anh gặp ngày hôm nay là anh trai này. Anh nói với anh chàng da đen rằng chiếc túi tài liệu đâu rồi thì nhận được câu trả lời là đã bị mất. Mặc dù anh da đen xin lỗi rồi nhưng hắn không chịu. Anh nghĩ xin lỗi là xong à? Nếu như mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết như vậy thì thế giới này đã tốt đẹp hơn rồi. Có lẽ anh phải trả một cái giá nào chứ? Vậy nó mới công bằng. Anh ta nói với anh da đen rằng những tài liệu trong đó vô cùng quan trọng. Nó là thứ mà bất kỳ một sát thủ nào cũng cần và phải ghi nhớ để tránh được nguy hiểm. Mà giờ anh kêu mất là như nào? Anh ta cũng nói rằng anh ấy vừa nhận được thông báo rằng đêm nay xảy ra tận 4 vụ án mạng. Có lẽ là do anh đã gây ra những vụ này chăng? Tôi cũng không chắc về điều đó. Có thể cái tay tôi nó tự cử động và không kiểm soát được điều đó. Nhưng điều anh ta quan tâm hơn cả là tên khốn ở đằng sau đang chuẩn bị sẵn súng để bắn anh da đen này từ đằng sau. Anh nghĩ sao mà tôi bị kiểm tra hết vòng này đến vòng khác, còn những tên thân cận với anh thì được thản nhiên mang súng? Bởi vì đây là sân chơi của tôi nên tôi mới có quyền làm vậy. Anh phải hiểu rằng một khi vào đây láo nháo là không còn răng mà ăn cháo đâu. Cuối cùng anh ta cũng lấy được cái USB và thành công ra ngoài, nhưng điều này cũng dấy lên sự nghi ngờ của lũ này. Ở trong xe, tên sát thủ cũng lấy được dữ liệu trong chiếc USB và tìm ra được dữ liệu của tên mà hắn ta sẽ nhắm tới tiếp theo. Tên này đang nắm giữ một vài dữ liệu quan trọng nên tên sát thủ không có cách nào khác ngoài việc khử hắn. Ở đầu bên kia chiến tuyến, cảnh sát cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến lần này, một cuộc đối đầu không cân sức giữa phe họ và cảnh sát. Một khi anh đã ra tay thì đừng hỏi bố cháu là ai, cho dù cảnh sát hay người thường thì tên sát thủ Vincent này sẵn sàng tiễn những kẻ đó xuống chiếu hết. Chỉ cần cản đường anh là anh sẽ không tha cho tên đó. Bên phía này, cảnh sát cũng đã bố trí cảnh vệ xung quanh bàn nhảy. Tên Vincent nhận ra điều đó nên đã nhanh chóng tung vài đường quyền khiến mấy tên cảnh sát đó đi đắp chiếu. Đấu súng tầm xa anh cũng chẳng ngán, mà chơi tầm gần anh cũng chả sợ. Tiếng súng nổ liên tục khiến đám đông chạy tán loạn. Tên sát thủ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận mục tiêu thì tự dưng mấy tên chết tiệt này đã cản đường hắn ta. Nhưng mấy tên cảnh vệ này cũng chỉ là nhãi nhép đối với anh. Từng bước anh xử lý hết bọn chúng. Thấy một tên không ngăn được, bọn cảnh sát liền cử 4-5 tên nhằm áp chế tên Vincent này lại. Anh ta cho một con dao khiến một cảnh vệ lăn ra đất, còn tên đang đứng cạnh thì số phận cũng không khá hơn là bao. Còn tên bụng phệ đang nằm thì anh ta cho vài phát vào ngực, hết đạn thì lại sạc lại rồi cho thêm viên nữa vào giữa trán nhằm đảm bảo tên này phải hoàn toàn chết. Vừa mới ra ngoài, tên Vincent này cho vài viên khiến tên đứng cạnh anh da đen gục tại chỗ. Đi nào, mày còn chần chừ gì nữa? Đứng đây một hồi cảnh sát tới xích cổ mày cho vô chuồng gà bây giờ, liệu mà vô xe tiếp tục lái đi chứ. Anh tay không tấc sắt nên buộc phải nghe theo lời hắn. Lần này cảnh sát cũng huy động một lực lượng vô cùng lớn, đến nỗi điều động cả trực thăng để thăm dò nữa, chứng tỏ lần này những vị cảnh sát rất quyết tâm để bắt được tên này, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Hắn ta đã đắp chiếu cho hàng chục người trong những năm trước rồi và lần này không thể để hắn thoát tội. Trên đường đi tới địa điểm kế tiếp, anh da đen phàn nàn rằng anh đã chịu cảnh này quá mức chịu đựng rồi. Anh ta càng ngày càng đi nhanh đến mức tên sát thủ vài phút lại rút súng ra kêu anh đi chậm lại. Vẻ mặt anh da đen lúc này hiện diện sự quyết tâm muốn thoát khỏi tên này. Lập tức anh kẹo tay lái khiến nó đâm trúng cái tấm chắn kế bên đường khiến cho chiếc xe bị lật ngược. Cảnh sát đi tới thì anh chàng da đen chống chế lại và kêu rằng nếu tôi không làm vậy thì sẽ có một người nữa phải bị giết. Tên đi cùng với tôi là một thằng bệnh hoạn, hắn đã giết rất nhiều người và tôi phải đi ngăn cản hắn. Anh cướp lấy điện thoại của người đi đường và giơ súng lên khống chế anh, để cho anh mày được yên thực hiện trịch nghĩa. Láo nháo là anh bắn bỏ chứ chẳng chơi. Tên này cũng biết điều nên cũng chạy đi chứ không liều mạng chống trả. Nhờ vậy anh có thêm thời gian để đuổi theo hắn ta. Hắn ta đã chui được vào trong tòa nhà và cố gắng để phá vỡ nguồn điện. Cô gái này đang gọi điện thì đột nhiên không gọi được nữa, cộng với căn phòng tối om khiến cô có chút hơi hoảng loạn. Thì ra những gì anh ta nói có thể là đúng, có thể có một tên sát thủ nào đó tới tìm mình thật. Ở đầu dây bên kia, chiếc điện thoại cùi bắp bị tắt màn hình nên anh không thể nào tiếp tục gọi được nữa. Hết cách, anh đành phải quốc bộ tới nơi đó nhằm giải cứu cô ấy. Chiếc tường quá dày khiến anh buộc phải dùng súng để phá nó. Cô gái sau một hồi trốn chui trốn nhủi thì cũng đã gặp phải hắn ta. Hôm nay tao sẽ cho mày một vé xuống địa ngục. Tên chủ của tao kêu rằng những nhân chứng cần phải được thủ tiêu và mày sẽ không phải là ngoại lệ.
May mà bắn cô ấy thì sẽ được ngắm mấy con vịt bầu trên thiên đường. Hắn ta thấy vậy nhưng mặc kệ, vì nghĩ rằng một tên tài xế nhát cáy thì làm sao mà dám nổ súng cơ chứ. Nhưng tên sát thủ này đã nhầm, một phát khiến hắn gục luôn tại chỗ. Thần là một sát thủ nên tên này sống vô cùng dai. Mặc dù đã bị ăn đạn ngay gần cổ nhưng hắn ta vẫn đứng dậy và tiếp tục truy đuổi bọn họ, chạy hết con đường này tới con đường khác. Tên này không hề muốn buông tha cho cô nàng với thằng taxi đã phản bội mình. Được một lúc thì hai người chui vào trong toa tàu ngầm, nhưng bọn họ không ngờ được rằng hắn cũng chui vô đây cùng. Thằng này ăn cái gì mà bám dai như con đỉa đói ấy. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì lại phải tiếp tục chạy tiếp. Lúc tàu dừng kia, tên này đã đứng ke sẵn chỉ đợi bọn họ chạy ra ngoài là cho vài phát liền. Nhưng anh da đen đã nhận ra được điều đó nên không trúng kế của hắn mà vẫn tiếp tục ở lại trong toa. Cuối cùng thấy nếu cứ mãi chạy như thế này thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nên anh ta cũng không chạy nữa mà sẽ đối đầu luôn. Dù gì anh chàng này cũng có hàng nóng trong tay, hắn liên tục xả đạn vô cánh cửa ép bọn họ phải ra đầu hàng. Bắn một hồi thì đến lúc sờ tay vào túi thì hết đạn. Vết thương gần cổ cộng với việc hắn mất sức do chạy quá nhiều khiến hắn ta gục ngay tại chỗ. Trước khi đi chầu trời, hắn còn không kịp nói một lời nào chăn chối. Số phận của một tên sát thủ thì chỉ có thể như vậy mà thôi. Bộ phim tới đây là kết thúc rồi. Bài học ở đây là nếu như chúng ta gặp phải bọn người xấu thì phải biết vùng lên chống trả. Luôn phải đấu tranh để giành lại công bằng cho chính mình. Điều đó mới là xứng đáng được tuyên dương. Vì dù gì khi chúng ta hành động như vậy thì cũng chỉ là để bảo vệ lấy mình chứ không có gì sai trái hết. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.